Từ đầu năm đến nay, Lào Cai có thêm 2 dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng công suất 20 MW. Cụ thể, dự án thủy điện Móng Sến với công suất 6 MW và thủy điện Bảo Nhai 1 với công suất là 14 MW. Như vậy, hiện nay Lào Cai có 74 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện với tổng công suất 1.162,85 MW. So với năm trước, năm nay lượng mưa tăng giúp các nhà máy phát điện ổn định, sản lượng điện cơ bản đạt so với thiết kế. Mỗi năm, các nhà máy thủy điện đã tạo doanh thu khoảng 4.800 tỷ đồng, đóng góp nguồn thu ngân sách của tỉnh gần 900 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn có 6 dự án thủy điện đang thi công với tổng công suất 73,1 MW, 12 dự án thủy điện nhỏ cấp quyết định chủ trương đầu tư và 6 dự án thủy điện điều chỉnh mở rộng công suất với tổng công suất 133 MW. Tỉnh đã thành lập tổ công tác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án thủy điện, nhất là các dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh.